cây bonsai đẹp đến khó tin được làm bởi bàn tay người bệnh máu khó đông. Những cây bonsai đẹp đến khó tin này là sản phẩm được làm bằng tất cả tâm huyết, nỗ lực của một chàng trai đang ngày đêm chiến đấu với bệnh máu khó đông. Dù phải chịu đựng những cơn đau do chảy máu khắp cơ thể, nhưng anh ấy vẫn miệt mài làm việc để vượt lên số phận. Anh ấy tên là Trần Văn Việt, quê ở Phú Thọ. Anh đã trải qua những năm tháng tuổi thơ gian nan bởi gia đình có hai anh em cùng bị bệnh. Anh chỉ được học hết lớp 9 và đã thử làm nhiều công việc như làm thuê cho quán phở, làm thợ ốp lát, xe ôm. Khó khăn nhất với Việt là những ngày bắt đầu học làm cây bonsai. Anh dồn tất cả đam mê, thời gian vào đó nhưng thu nhập lại chưa có, trong khi mỗi ngày phải đối mặt với nỗi lo cơm áo và cả tiền đi viện. Đã có rất nhiều lần Việt muốn từ bỏ, nhưng vì nghĩ rằng mỗi người sống cần có một ý nghĩa, ai cũng có thể bỏ cuộc, nhưng bỏ cuộc rồi, mình sẽ là ai? Chỉ có bước tiếp mới giúp được chính mình. Việt lại quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng. Dù số phận chẳng mỉm cười, nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp anh không chỉ vươn lên tự chủ trong cuộc sống mà còn được theo đuổi đam mê và tiếp tục tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tô đẹp cho cuộc đời.